Wow, sự thăng hoa tuyệt vời. Phút cuối cùng và lưới của Cousin đã rung lên. Còn gì ngọt ngào hơn khi chiến thắng đến từ những giây phút cuối cùng của trận đấu? Đó là những lời bình luận của Tạ Biên Cương khi chứng kiến cú đánh đầu lịch sử của Công Vinh vào lưới Thái Lan. Sẽ là những ký ức không thể nào phai mờ trong tâm trí những người yêu mến đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng đó giống như một cơn mưa mùa hạ kịp tưới mát những con tim của hàng triệu người Việt đã quá khô khan với những danh hiệu. Việt Nam là một đất nước yêu bóng đá, và còn gì ngọt ngào hơn khi đội tuyển làm rạng danh quê nhà bằng danh hiệu vô địch ở sân chơi Đông Nam Á. Trong hành trình lịch sử năm 2008 đầy khó quên, ngoài những cầu thủ trực tiếp thi đấu mà đứng đằng sau thành công đó, chúng ta không thể nào không kể đến công lao vĩ đại của thuyền trưởng đáng kính Henrik Kallisto. Ông là người đã góp công rất lớn trong việc đào tạo và dẫn dắt lứa thế hệ vàng của Công Vinh, Minh Phương, Tài Em để đến những trang sử vẻ vang nhất trong sự nghiệp thi đấu của họ. Và cũng chính vị phù thủy người Bồ Đào Nha là người có công rất lớn trong chiến tích lên đỉnh bóng đá khu vực lần đầu tiên, một thành tích mà nhiều huấn luyện viên trước kia dù đã rất cố gắng nhưng không thể nào có được. Sau chu kỳ thành công vang dội năm 2008, Henrik Kallisto cũng rời Việt Nam để tìm đến những thử thách mới. Trong video hôm nay, hãy cùng với Cảm tìm lại với vị huấn luyện viên tài ba ngày nào cũng nói Việt Nam, và hãy tìm hiểu xem cuộc sống của ông diễn ra như thế nào sau chức vô địch AFF 2008. Henrik Kallisto, với tên đầy đủ là Henrik Manuel da Silva Kallisto, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1953 tại Matosinhos, Bồ Đào Nha. Sinh ra và lớn lên ở một mảnh đất giàu truyền thống bóng đá như Bồ Đào Nha, không khó hiểu khi Kallisto cũng rất ưa thích môn thể thao này. Ông dành sự nghiệp quần đùi áo số của mình cho câu lạc bộ quê nhà Lesoa tại giải vô địch quốc gia giai đoạn từ năm 72 đến 75. Tại đây, sau 17 trận thi đấu và chỉ có được một bàn thắng, đến mùa giải 78-79, Kallisto chuyển đến khoác áo câu lạc bộ Pha Phê. Ông quyết định giải nghệ vào năm 1979 khi chỉ mới 25 tuổi. Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, Kallisto vẫn giữ trọn tình yêu bất diệt với trái bóng, nhưng trên một cương vị khác. Câu lạc bộ đầu tiên mà Kallisto dẫn dắt là Boa Vista. Trong lần đầu tiên dẫn dắt một đội bóng, ông đã giúp câu lạc bộ này về đích thứ tư ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha mùa 80-81 với kỷ lục 9 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ để thua 2 trận sau 15 trận mà ông dẫn dắt. Năm 1982, ông được mời về dẫn dắt câu lạc bộ San Gerard và giúp câu lạc bộ này vươn lên vị trí thứ hai trong mùa giải. Mùa hè năm 1986, Henrik Kallisto tiếp tục đến dẫn dắt câu lạc bộ Varim, nhưng ông đã bị sa thải trong mùa giải 87-88. Thời gian sau đó, ông huấn luyện thêm một số đội bóng khác trong thời gian ngắn. Tháng 1 năm 1995, Kallisto được mời tới làm huấn luyện viên cho Rio Ave thi đấu ở giải hạng 2. Nhưng chỉ sau 13 vòng đấu, Kallisto đã bị sa thải vào mùa 96-97 với một kỷ lục buồn là 13 trận không thắng. Sau khi rời Rio Ave, ông về làm huấn luyện viên cho Passos de Ferreira và ở đó vài năm. Kallisto từng dẫn dắt các câu lạc bộ tại giải hạng nhất và giải ngoại hạng Bồ Đào Nha. Ông cũng là thành viên của Hội đồng huấn luyện kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha. Từ năm 2002, Kallisto bắt đầu sự nghiệp của mình tại Việt Nam. Trước khi giữ cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông làm giám đốc kỹ thuật và huấn luyện viên trưởng của Đồng Tâm Long An. Trong khoảng thời gian 8 năm gắn bó ở Việt Nam, Kallisto đã giúp câu lạc bộ Đồng Tâm Long An gặt hái rất nhiều vinh quang như danh hiệu vô địch V-League 2 mùa bóng liên tiếp 2005, 2006 và rất nhiều lần về nhì khác vào các năm 2003, 2007, 2008. Trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông đã đưa đội tuyển trở thành nhà vô địch Đông Nam Á vào năm 2008. Khi đó, thầy trò Kallisto được đánh giá cực cao nhờ lực lượng mạnh, lối chơi thuyết phục cùng tinh thần thi đấu rất quyết tâm. Năm 2009 tại SEA Games, một lần nữa Kallisto thể hiện tài năng của mình khi giúp Việt Nam vào đến chung kết. Tuy nhiên, chúng ta đã để thua 0-1 trước Malaysia theo một kịch bản rất nghiệt ngã. Đội tuyển bước vào AFF Cup 2010 với tư cách là nhà đương kim vô địch. Dù có khởi đầu với những kết quả thuận lợi, thế nhưng một lần nữa chúng ta gục ngã trước người Mã, lần này là ở bán kết. Kallisto bị chỉ trích rất nhiều sau thất bại này. Sau hai lần liên tiếp thất bại đau đớn trước Malaysia, các nhà lãnh đạo VFF đã có vài lần đòi xem xét lại hợp đồng với Kallisto. Tuy nhiên, động thái này từ phía liên đoàn cũng chỉ mang tính chất làm xoa dịu dư luận là chính.
thâm tâm những nhà làm bóng đá Việt Nam vẫn muốn trọng dụng và giữ chân ngài Rau Kẽm ở lại. Nhưng rồi, điều gì đến cũng đã đến. Cuối tháng 2 năm 2012, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Henrik Kalisto đã đệ đơn lên VFF xin từ chức. VFF thuyết phục ông ở lại nhưng bất thành. Lý do huấn luyện viên Kalisto xin nghỉ đã được Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn tiết lộ là do mệt mỏi vì bị sức ép, áp lực nặng nề sau AFF Cup 2010. Nhưng trước thái độ kiên quyết của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, VFF cũng miễn cưỡng để ông ra đi. Vừa rồi Việt Nam, Henrik Kalisto đã sang Thái Lan dẫn dắt câu lạc bộ Mường Thông United. Đại gia mới nổi của bóng đá Thái Lan được Yamaha và tập đoàn truyền thông Siam Sport hậu thuẫn với tham vọng vươn tầm châu lục với rất nhiều ngôi sao đẳng cấp như Dasakon Thong Lao, Virasin Danda, Natapon Phanrit, Tiratep Winothai. Lúc này, mức lương của Kalisto được báo giới Thái Lan tiết lộ là 33.000 đô la mỗi tháng, cao hơn hẳn mức lương 22.000 đô la mỗi tháng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đại bộ phận báo chí và cổ động viên Việt Nam khi biết thông tin này tỏ ra rất thất vọng. Họ cho rằng ông tham bác bỏ mầm. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Lý do chính trong quyết định rời đi của Kalisto là vì ông cảm thấy không còn đủ khả năng dẫn dắt đội tuyển đến với vinh quang như ông đã từng làm vào năm 2008. Sau quá nhiều thất bại, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha muốn tìm cho mình một bến đỗ mới hơn. Tuy nhiên, khoảng thời gian ông làm việc ở Mường Thông United chỉ kéo dài khoảng 8 tháng trước khi bị sa thải do không đạt yêu cầu. Rời Thái Lan, Kalisto về lại Bồ Đào Nha dẫn dắt câu lạc bộ cũ Paços de Ferreira và giúp câu lạc bộ này trụ hạng thành công ở mùa giải 2011-2012. Trước thềm mùa giải 2012-2013, do bất đồng với ban lãnh đạo của Paços de Ferreira về chuyện tăng cường cầu thủ nên Kalisto đã bị cho thôi việc. 9 tháng sau khi bị Paços de Ferreira sa thải, Kalisto trải qua thời gian dài thất nghiệp. Vị huấn luyện viên này còn đăng cả CV tìm việc trên trang Transfermarkt. Đã có nhiều thông tin Kalisto sẵn sàng trở lại Việt Nam để thay cho Phan Thanh Hùng đang thất bại sau AFF Cup 2012. Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra như vậy. Tháng 3 năm 2013, ông Kalisto mới được mời về làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Libodo, nhà đương kim vô địch của Angola. Khoảng thời gian Kalisto dẫn dắt câu lạc bộ của châu Phi cũng chỉ kéo dài được 4 tháng. Trong 4 tháng ngắn ngủi dẫn dắt Libodo, điều đáng kể nhất mà Kalisto làm được là giúp đội bóng này vượt qua được vòng bảng của cúp C1 châu Phi. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm mới có một câu lạc bộ của Angola làm được điều này. Rời Libodo, Kalisto lại được Paços de Ferreira mời trở lại. Kalisto dẫn dắt câu lạc bộ này chơi tại giải ngoại hạng Bồ Đào Nha từ tháng 8 năm 2013. Sau đó, Kalisto được liên hệ về làm giám đốc kỹ thuật cho câu lạc bộ Đại Liên Shide. Theo chia sẻ của nhiều cựu tuyển thủ Việt Nam, thầy Tô giờ đây chủ yếu dành thời gian cho gia đình, đi du lịch và nghiên cứu bóng đá hiện đại. Sau khi rời khỏi chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Kalisto cũng đã quay lại Việt Nam một vài lần. Mỗi lần quay lại, ông đều nhận được sự săn đón của cánh truyền thông. Và câu hỏi được đặt ra nhiều nhất chính là mục đích của chuyến quay lại Việt Nam. Liệu sẽ có thêm một lần nữa người hâm mộ bóng đá Việt Nam được nhìn thấy thầy Tô ngồi trên băng ghế chỉ đạo của đội tuyển? Hiện tại và tương lai, không biết Việt Nam sẽ thay bao nhiêu đời huấn luyện viên nữa. Nhưng có một điều chắc chắn rằng Kalisto chính là vị huấn luyện viên để lại rất nhiều ấn tượng đẹp cùng với lòng tôn kính của rất nhiều thế hệ yêu bóng đá Việt Nam. Thời gian có thể biến một con người trở nên rất khác, nhưng nó cũng không thể thay đổi được hình dáng của Kalisto trong lòng những người yêu mến bóng đá Việt Nam. Kalisto vẫn thế, vẫn là một người có gương mặt phúc hậu cùng với một nụ cười ấm áp. Đôi mắt sâu của ông sâu hơn 10 năm trở lại với bóng đá Việt Nam vẫn là một ánh mắt rất nhân hậu và trìu mến. Ký ức về một thế hệ vàng của Dương Hồng Sơn, Minh Phương, Tài Em, Vũ Phong, Công Vinh dưới bàn tay thao lược của Kalisto đã lùi xa. Đôi khi nhớ lại, mỗi hình ảnh, từng khoảnh khắc, tưởng chừng chỉ mới vừa thoáng qua thôi, nhưng nay đã chìm vào dĩ vãng. Tất cả chỉ còn được lưu giữ lại trong những trang sách đã bị phủ mờ vì khói bụi của thời gian. Nhưng chính những ký ức đẹp đó sẽ là một phần lịch sử tươi đẹp không thể nào phai. Kalisto sau này từng chia sẻ: mỗi lần quay trở lại Việt Nam, tôi đều có cảm giác hết sức đặc biệt. Với tôi, Việt Nam như là quê hương thứ hai của mình và tôi luôn muốn trở lại Việt Nam nếu có cơ hội. Gần như ai cũng hiểu rằng sẽ chẳng bao giờ huấn luyện viên Kalisto sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam lần nữa. Nhưng trong mắt người hâm mộ bóng đá, ông luôn là một người thầy vĩ đại, người
đã mang tới ngọn lửa nhiệt huyết cho người hâm mộ lẫn đội tuyển Việt Nam.